Có rất nhiều mẹ đặt câu hỏi trong nhóm bí quyết chăm con hoặc là inbox cho bác sĩ Đăng, nói là bác ơi con em hay bị vướng đờm ở cổ, lúc nào cũng lọc sọc, cũng khò khè. Đấy, tình trạng đó có thể diễn ra khi bé đang bị ốm, thậm chí bé hoàn toàn bình thường nó vẫn cứ lọc sọc ở đó, khiến cho bản thân bé là khó bú, còn mẹ thì rất là khó chịu khi nghe cái tiếng đó. Vậy thì làm sao để loại trừ cái đờm đó? Bởi vì không phải lúc nào bé cũng có thể dùng thuốc được. Thứ nhất là bé có thể đang rất là nhỏ, những bé sơ sinh đã có thể có cái tình trạng này rồi. Thứ hai đó là có thể là bé đã dùng thuốc nhiều rồi mà nó không giải quyết được. Và thứ ba là mẹ không thích dùng thuốc cho bé trong trường hợp này. Vậy thì cách xử lý như thế nào thì bác sĩ Đăng sẽ chia sẻ cho các mẹ trong video hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp vỗ rung long đờm. Đây là một cái thủ thuật được tiến hành rất là thường xuyên trong các cái bệnh viện, cũng như là có nhiều mẹ cũng đã được tiếp cận thông qua các video hoặc là các hướng dẫn khác nhau ở trên mạng. Tuy nhiên là các cái hướng dẫn thì thường nó không đồng nhất, và bác sĩ Đăng sẽ đưa ra một cái hướng dẫn để giúp cho mẹ có thể dễ dàng thực hiện tại nhà, tương đối dễ an toàn và thuận tiện. Trong trường hợp mẹ đã áp dụng cái cách vỗ rung long đờm này mà không giải quyết được vấn đề cho bé thì có thể tìm đến cái sự hỗ trợ của các bác sĩ, các chuyên gia y tế để giúp cho bé giải phóng khỏi đờm. Chúng ta bắt đầu bằng cách đặt bé nằm nghiêng ở trên giường nhá, trên một mặt phẳng. Kê cao mông của bé lên. Cái chiều cao hơi vách lên một chút thôi. Cái góc này nó khoảng 15 độ là được. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xác định nhá. Cái phần ở cái chỗ cái phía dưới cái gáy này, đây là đỉnh phổi. Ở dưới hai cái bả vai là rốn phổi. Và ở cái chỗ cái mạng sườn ấy, cái chỗ mà ta sẽ sờ tay mà thấy cái xương sườn cuối cùng á, thì đây là đáy phổi. Thì với cái tư thế này thì khi ta làm cái thủ thuật thì cái dịch nó sẽ chảy dồn về phía rốn phổi. Đấy, và chúng ta có thể giúp cho bé tống nó ra ngoài. Thì động tác thế nào với những bé sơ sinh? Thì cái động tác sẽ rất là nhẹ nhàng. Chúng ta không phải là khum vào tay mà chúng ta chỉ là chúng ta chụm những cái đầu ngón tay thế này và chúng ta vỗ nhẹ nhẹ bằng cổ tay nhá, lực của cổ tay này. Chúng ta vỗ nhẹ nhẹ này. Đấy, hướng về phía rốn phổi nhá, giữa hai bả vai này, từ đáy phổi đến rốn phổi. Vỗ nhẹ này. Đấy. Làm rất là nhẹ nhàng. Đấy, giống như kiểu con gà nó mổ ấy nhá, rất nhẹ. Đây thì chúng ta sẽ được phổi của bên trái. Sau đó là chúng ta lật bé sang bên phải. Sang bên này thì chúng ta lại tiếp tục với cái phổi bên phải. Và cái động tác cũng tương tự như vậy, là từ đáy phổi đến rốn phổi. Chúng ta đấy, chúng ta vỗ rất là nhẹ thế này. Cái thời gian của cái việc này là từ 3 đến 5 phút nhá. Và chúng ta chia đến mỗi bên, có nghĩa là mỗi bên là từ 1 đến 2 phút là chúng ta làm cái động tác này. Với những bé lớn hơn, cái lưng của bé rộng hơn rồi, thì chúng ta sẽ dùng cái động tác là khum tay tạo thành một cái khoảng trống thế này. Chúng ta vỗ vào bé và nghe tiếng nó bộp bộp nhá. Bé sẽ không đau. Chúng ta sẽ giữ vai này để cho nó đỡ rung mạnh quá. Vỗ thế này và cũng theo cái hướng từ đáy phổi đến rốn phổi nhá. Và nhớ là mông luôn luôn cao hơn để cho nó tạo cái độ dốc. Đấy. Đấy, cái động tác rất là nhẹ thế này. Và bé sẽ hoàn toàn không đau, không khó chịu gì cả. Giống như ta đang vỗ về bé thôi. Sau khi đã vỗ cho bé từ 3 đến 5 phút thì chúng ta sẽ có 3 cách để giúp cho bé tống hết cái đờm hiện tại đang đọng ở cái vùng phế quản ở rốn phổi nhá, đang đọng ở đó. Thì chúng ta sẽ có 3 cách. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ kích thích ho bằng cách là bế bé như thế này nhá, bế bé nghiêng cho bé trên tay như thế này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tìm cái điểm gây ho ở chỗ cái cổ của bé. Chúng ta có thể sờ ở đây. Bác sĩ Đăng sẽ không dùng các cái mốc giải phẫu để chỉ cho mẹ, bởi vì các cái mốc đó có thể nó hơi chuyên, nghe nó hơi chuyên ngành, hơi khoa học. Thì mẹ cứ tìm trên cổ của mình nhá, sờ cái điểm ở gần cái hõm này này, ở phía trên một chút, mà ấn vào mà gây ho. Đấy, bác sĩ Đăng vừa minh họa là ấn vào thực sự nó gây ho. Thì chúng ta sẽ ấn như thế ở bé. Có thể ấn một lần nó chưa đúng thì chúng ta ấn vài lần. Chúng ta không chọc thẳng thế này nhá, mà chúng ta ấn như thế này, kích thích vài lần thì sẽ khiến cho bé ho. Thì khi ho thì cái đờm nó sẽ được tống lên lên vùng hầu họng. Và bé thì nhiều bé sẽ không chớ ra được mà nó sẽ nuốt đi nhá. Và cái đờm đó nó sẽ theo phân ra ngoài sau khi đi qua đường tiêu hóa. Thì đó là cách thứ nhất để giúp cho bé tống đờm ra.
Cách thứ hai thì mẹ có thể dùng gạc giơ lưỡi nhá, và kích thích ở phía gốc lưỡi của bé, nó giống như kích kiểu người lớn móc họng ấy nhá, giống kiểu người lớn móc họng này, thì chúng ta làm như thế nhẹ nhàng ở bé. Đấy, dùng gạc giơ lưỡi nhá, đưa sâu vào trong họng một chút, kích thích rất là nhẹ nhàng thì bé sẽ có phản xạ chớ ra. Thì khi bé chớ thì nhanh chóng là lật nghiêng, hơi úp một chút. Đó, và đầu bé thấp xuống như thế này nhá. Mẹ có thể hỗ trợ bằng cách vỗ nhẹ như thế này thì bé sẽ chớ ra đờm nhá. Lúc đó có thể chớ thêm một ít sữa và thức ăn thì thôi cũng không sao cả, bởi vì nó là một cái hệ quả tất yếu của việc bé chớ ra thôi, nhưng mà nó sẽ theo đờm và cái đờm đó nó ra ngoài sẽ khiến bé dễ chịu hơn. Rồi, cách thứ ba đó là hút mũi. Hút mũi như thế nào thì rất là đơn giản, là mẹ sẽ nhỏ hoặc xịt nước muối sinh lý nhá. Chúng ta có thể nhỏ 4-5 giọt hoặc xịt vài nhát nước muối sinh lý, sau đó là hút cho bé. Thì cái hầu cái đờm ấy nó có thể theo cái nước muối sinh lý nó ra ngoài. Thì cái cách này là cách đơn giản, dễ dàng và dễ chịu nhất cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên là cái hiệu quả thì nó cũng vừa phải. Thì mẹ cân nhắc một trong ba cách để giúp cho bé chớ hoặc là hút đờm ra. Bởi vì khi mà chúng ta vỗ cho nó ra đến chỗ rốn phổi rồi, nhưng mà nếu mà không có cái tác động gì thì nó sẽ mắc ở đó và nó không thể đi ra được. Thêm một số phương pháp để hỗ trợ cái việc là giảm tiết đờm ở bé. Bé có thể tự khỏi nếu như mà cái tình trạng tiết đờm nó giảm đi, cái tiết đờm hiện tại nó sẽ tiêu bớt thì bé sẽ khỏi mà không cần phải làm động tác vỗ rung. Hoặc là chúng ta vỗ rung nhưng mà nếu chúng ta không triệt tiêu cái quá trình sản sinh đờm thì nó lại tiếp tục sinh ra và khiến cho bé khó chịu. Thì thứ nhất đó là mẹ có thể tắm cho bé với nước gừng. Và cái bài viết để hướng dẫn cách tắm nước gừng thì bác sĩ sẽ để ở phía dưới mô tả của video thì mẹ xem. Cách thứ hai có thể kết hợp đó là dùng dầu tràm hoặc là dầu bôi ấm ngực, cái loại phù hợp với tuổi của bé. Đấy, chúng ta đưa ra tay của mẹ nhé, sau đó là xoa cho nóng bàn tay, rồi massage nhé, massage lòng bàn chân, massage lòng bàn tay, massage ngực, massage lưng, massage phía sau tai. Đây, nếu những bé nào mà có thói quen mút tay hoặc là thói quen dụi mắt thì chúng ta sẽ tránh cái massage vào vùng tay, bởi vì có thể là có một chút cái dầu nó sẽ khiến cho bé cay mắt, hoặc là bé mút thì bé sẽ bị cay miệng, thì chúng ta có thể bỏ cái vị trí đó ra. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho cơ thể bé được ấm và nó ngăn chặn quá trình sinh đờm. Một số loại siro tự chế, ví dụ như là quất, húng chanh, đường phèn, vân vân, thì đôi khi nó có tác dụng. Tuy nhiên là chưa có công trình nghiên cứu nào nói về cái mức độ an toàn, liều lượng và lứa tuổi sử dụng. Nên là bác sĩ Đăng sẽ không khuyên các mẹ sử dụng những cái phương pháp này, đặc biệt là cho những bé ở dưới 6 tháng tuổi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của bác sĩ Đăng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới, bác sĩ Đăng sẽ trả lời. Nếu như thấy video này thực sự hữu ích thì đừng ngại chia sẻ nó cho người thân bạn bè cùng được biết. Và đừng quên subscribe kênh của bác sĩ Đăng, bấm vào nút hình quả chuông để khi bác sĩ Đăng có video mới thì bạn sẽ nhận được sớm nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.